Thiên Vương, độ khó thao tác cấp 3. Bên Hồ Động Đình, những dũng tướng năm xưa mai danh ẩn tích, ngày đêm khổ luyện, mong một ngày đường đường chính chính xuất hiện phụ trợ quốc gia. Thiên Vương Bang tập hợp các cao thủ với kỹ năng phòng ngự bậc nhất, có thể trong một thời gian ngắn tấn công vũ bão trên mọi chiến trường.